Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn. NLP là gì? NLP là viết tắt của Neuro Linguistic Programming, ngôn ngữ lập trình tư duy. Neuro đề cập đến thần kinh học của bạn. Ngôn ngữ học đề cập đến ngôn ngữ, lập trình đề cập đến các chức năng ngôn ngữ thần kinh. Nói cách khác, học NLP giống như học ngôn ngữ của chính tâm trí bạn. Hãy làm cho điều này đơn giản hơn với một ví dụ. Bạn đã bao giờ thử giao tiếp với một người không nói được ngôn ngữ của bạn và họ không thể hiểu bạn? Ví dụ kinh điển về điều này là khi ai đó đi ra nhà hàng ở nước ngoài và họ nghĩ rằng họ đã gọi món bít tết. Nhưng khi thức ăn xuất hiện, hóa ra họ thực sự yêu cầu món gan hầm. Đây là loại mối quan hệ mà hầu hết chúng ta có với tâm trí vô thức của chính chúng ta. Chúng tôi có thể nghĩ rằng chúng tôi đang yêu cầu nhiều tiền hơn, mối quan hệ hạnh phúc lành mạnh, hòa bình với các thành viên trong gia đình và có thể tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh, nhưng trừ khi đó là những gì hiển thị, thì có lẽ điều gì đó đã bị mất trong bản dịch. Trong NLP, chúng ta có một câu nói, tâm trí có ý thức là người thiết lập mục tiêu và tâm trí vô thức là người nhận mục tiêu. Tâm trí vô thức của bạn không phải là để giúp bạn có được, thay vào đó, hãy ra ngoài cho bạn bất cứ điều gì bạn muốn trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu bạn không biết cách truyền đạt những gì bạn muốn một cách chính xác, nó sẽ tiếp tục mang những bát gan hầm ra khỏi bếp. Trong thực tế, hãy tiếp tục ngay bây giờ và nghĩ về nếu có một điều bạn có thể thay đổi. Một thói quen bạn có thể phá vỡ, đó sẽ là gì? Bạn sẽ giữ bình tĩnh trong khi trình bày công việc, thoát khỏi sự trì hoãn và dành quá nhiều thời gian cho Facebook, không ăn hết một túi khoai tây chiên hoặc bồn kem trong một lần ngồi. Dù đó là gì, nhận ra rằng tâm trí vô thức của bạn chỉ làm điều đó bởi vì nó nghĩ đó là những gì bạn muốn. Sơ, đây là sự chần chừ của bạn cùng với một khía cạnh lo lắng. Tôi cũng đã nói với người phục vụ mang theo hành lý tình cảm của bạn theo yêu cầu của bạn. Bạn có cần thêm gì nữa không? Lập trình ngôn ngữ thần kinh giống như một cuốn sách hướng dẫn sử dụng cho bộ não của người dùng, và tham gia khóa đào tạo NLP cũng giống như học cách làm cho ngôn ngữ của bạn trở nên thông thạo, ngôn ngữ để máy chủ của bạn trở nên vô cùng hữu ích. Bạn thực sự muốn ra khỏi cuộc sống, NLP là nghiên cứu về truyền thông xuất sắc cả với chính bạn và với người khác. Nó được phát triển bằng cách mô hình hóa các nhà truyền thông và trị liệu xuất sắc, những người có kết quả với khách hàng của họ. NLP là một tập hợp các công cụ và kỹ thuật, nhưng nó còn nhiều hơn thế. Đó là một thái độ và một phương pháp để biết cách đạt được mục tiêu của bạn và đạt được kết quả. Neuro, thần kinh, hệ thống thần kinh liên quan đến những trải nghiệm của chúng ta về thế giới thông qua năm giác quan: thị giác, thính giác, xúc giác, mùi, hương vị, linguistic, ngôn ngữ, các hệ thống giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ. Thông qua đó, các thông dịch viên thần kinh của chúng ta được mã hóa, phân loại và có ý nghĩa, bao gồm hình ảnh, âm thanh, cảm xúc, mùi, vị, từ, độc thoại. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học chạy quảng cáo bán hàng online cầm tay chỉ việc một kèm một. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.edu.vn. Programming, lập trình, khả năng khám phá và sử dụng các chương trình chúng ta chạy, giao tiếp với chúng tôi và với những người khác trong hệ thống thần kinh của chúng tôi để đạt được kết quả mong muốn cụ thể. Nguồn gốc của lập trình ngôn ngữ tư duy NLP là gì? Lập trình ngôn ngữ thần kinh bắt đầu cuộc sống từ đầu những năm 1970 khi một phó giáo sư từ Đại học California Santa Cruz, John Gree, hợp tác với một sinh viên Đại học Richard Bandler. Cả hai người đàn ông đều có niềm đam mê với sự xuất sắc của con người đã vạch ra một con đường cho họ mô hình hóa các mô hình hành vi của các thiên tài được chọn. Mô hình hóa là hoạt động cốt lõi trong NLP và là quá trình mở rộng và nhân rộng cấu trúc ngôn ngữ và mô hình hành vi của một cá nhân xuất sắc trong một hoạt động nhất định. Máy Mài và Bandler bắt đầu nhiệm vụ NLP của họ bằng cách mô hình hóa ba người, Fripper, Virginia Sata và Milton Erickson. Những thiên tài này đã xuất sắc như những tác nhân thay đổi chuyên nghiệp, làm việc trong lĩnh vực trị liệu. Cả ba thiên tài Per, Sata và Erickson đã thực hiện phép thuật của họ từ góc độ xuất sắc vô thức. Các thiên tài đã không trình bày cho Gree và Bandler một mô tả có ý thức về hành vi của họ. Những người điều hành, Máy Mài và Bandler vô thức tiếp thu sự tạo dáng vốn có trong các thiên tài và sau đó đưa ra một mô tả. Với ít kiến thức trực tiếp về từng chuyên ngành thiên tài và ít kiến thức về lĩnh vực tâm lý trị liệu nói chung, Gree và Bandler trong khoảng thời gian 2 năm đặt ra với sự nhiệt tình giáp với sự nhiệt thành để khám phá những phần được lựa chọn trong hành vi của các thiên tài. Họ đã mã hóa kết quả công việc của họ trong các mô hình dựa trên ngôn ngữ bằng cách sử dụng các mẫu ngữ pháp chuyển đổi làm từ vựng mô tả
Thông qua NLP Model Mai và Bandler đã thể hiện rõ các kỹ năng ngầm của các thiên tài và NLP đã ra đời. Công ty mà Gray và Bandler đang giữ trong những ngày đầu của những năm 1970 là một nhóm những người có đầu óc tìm hiểu điều tra hành vi của con người. John là một giáo sư tại Đại học California, Santa Cruz và Richard Bandler, một sinh viên năm thứ tư. Nhà nhân chủng học nổi tiếng thế giới Gregory Bateson đã gia nhập khoa tại Gray College và đó là mối quan tâm của Bateson đối với sự hợp tác của máy xay và Bandler. Ông đã giới thiệu máy xay và Bandler cho Milton Erickson. Bateson cung cấp hỗ trợ, phản hồi và sự nhiệt tình của anh ấy một phần được ghi lại trong phần giới thiệu về cuốn sách Cấu trúc ma thuật nơi anh ấy nói rằng John Gray và Richard Bandler đã làm điều gì đó tương tự như những gì đồng nghiệp của tôi và tôi đã cố gắng 15 năm trước. Năm 1975, máy xay và Bandler đã giới thiệu hai mô hình NLP đầu tiên ra thế giới trong các tập sách Cấu trúc ma thuật I và II. Từ đó, các tập được xuất bản bởi nhà xuất bản đáng kính Khoa học và Hành vi sách đã đưa NLP lên bản đồ và quan tâm đến lĩnh vực mới của NLP lan truyền nhanh chóng. Mọi người trong các lĩnh vực liên quan đến giao tiếp, hành vi và thay đổi đã tìm cách học cách họ cũng có thể nhận được kết quả tuyệt vời khi thực hiện công việc thay đổi. Máy Mài và Bandler sẵn sàng cung cấp các khóa đào tạo trong việc áp dụng các mô hình của họ. Các khóa đào tạo Bandler và Máy Mài đã tiến hành đã chứng minh rằng các mô hình NLP có thể chuyển nhượng cho người khác. Có nghĩa là người học có thể sử dụng các mô hình NLP thành công trong công việc của họ. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tuyển đại lý, cộng tác viên bán web trên toàn quốc. Hotline 18006223 hoặc 0925099999, website duyanhweb.com.vn.